rất ngọt ngào, sắc nét chi tiết. Ai nghe cũng bảo như vậy các bác ạ. Tiếng tem rất là sáng, rõ, trong trẻo. Các bác cùng đoán xem là đôi loa nào đang chạy các bác nhé. Các bác cứ đoán xem đi ạ. Đoán vui có thưởng cả nhà nhé. Ngọt ngào quá. Ok, vâng ạ. Các bác của anh em đã có dự đoán chưa ạ? Vâng ạ. Các bác của anh thân mến, là ai cũng bảo là mua loa B3 xịn thì đến với shop của em luôn. Ai muốn mua được B3 chính hãng, bãi đẹp và chất lượng cao thì đến với em A luôn. Và thực tế đây ạ, các anh em về với shop từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ủng hộ shop một đôi loa B3 có mã số FORG10. Và đây cũng chính là câu trả lời em đang test đôi loa B3 bãi xịn chính hãng FORG10 bát 25 các bác nhé. Giá hiện tại là 7.500.000 đồng một đôi, bao đẹp, zin xịn và khá mới. Đang có giá khuyến mại tốt là 7.000.000 đồng, giảm 500.000 đồng. Tặng anh em hai sợi dây loa cáp 2x1.5. Vâng ạ, và anh trai có chốt thêm một chiếc quản lý nguồn Astley P20 Luxury màn hình LED to. Đấy, một chiếc lưng tiếng TD Acoustic CB900. Chiếc quản lý nguồn Astley đang có giá 2.100.000 đồng. Chiếc lưng tiếng CB900 của TD giá hiện tại đang là 2.200.000 đồng. Đấy. Và nhân tiện đây, anh trai ở dưới Nam Định gửi qua một chiếc đẩy để sửa chữa bảo hành thì cũng lấy luôn một con quản lý nguồn Astley P20 Luxury. Đấy, sản phẩm mới tinh được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ CCQ các bác nhá. Và thưa các bác của anh thân mến, là nhân tiện đây thì em cũng xin được test, mời các bác của anh em nghe chất âm của một đôi loa B3 hàng mới tinh full shop. Đó là đôi loa B3 FORG12 các bạn. Full shop mới tinh các bác nhá. Box shop chứ không có lai lưu đâu các bạn. Mới tinh trong thùng shop. Đấy, em vừa mua được một lô hàng tồn kho. Đấy, hàng công ty thanh lý, hàng chính hãng các bác nhá. Giá 15.500.000 đồng một đôi mới tinh, anh em bóc hộp shop em test thử cả nhà nghe nhá. Đấy. Em sẽ chuyển dây FORG10 sang FORG12 cả nhà nhá. Ok chưa? Mời các bác nghe FORG12. Em test video này là chỉ có loa không súp cả nhà nhá. Ok. Ai đã quá tuyệt vời. Để rồi lỡ mỗi duyên thơ, ra đi chẳng giá từ ngày em thấy áo. À, em luôn có gần như là đủ các model đời cao của thương hiệu B3, một trong thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Và ngắm sơ qua ở đây, FORG10 em vẫn còn hàng, FORG12 hàng bãi hàng mới em vẫn còn hàng, HF121 đời 25 mã, đời bass final, đời bass sci-fi em đều có, B3 X10i, X8i nói chung. Vâng ạ, shop em là một shop chuyên những sản phẩm hàng mới, hàng bãi của B3 Beta 3D. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì ủng hộ em. Xin cảm ơn anh em nhá. Bác chủ đã đi đâu rồi ạ? Bác chủ ra ngoài đúng không ạ? Ok, rồi, cảm ơn anh em ở Lục Ngạn rất nhiều. Vâng ạ, đã không quản ngại đường xá xa xôi và trời lại còn có mưa phùn gió rét xuống shop em. Giao lưu ủng hộ và mua sắm, tổng đơn của anh là 11 triệu đồng ạ. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Hai số máy của em đó là 0365888988, 0368891555. Đấy, hiện tại là có một combo này các bác này, là chúng em đã test xong này. Đấy, là bây giờ chỉ cần cuốn băng chít là sẽ gửi xe khách về tỉnh Thanh Hóa các bác này, với loa B3 HF121 này. Đấy, bộ ngoài đây ạ. Đấy, em sẽ cuốn túi bóng ngay, cuốn băng chít. Đấy. Ok, em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.